Valorant, một ông lớn trong thị trường game thế giới, nổi tiếng với việc nhào nặn ra hàng loạt tựa game bom tấn, đồ họa đẹp mắt, chủ đề mới lạ, cốt truyện hay ho, đến với một phiên bản chuyển sinh xuất sắc của Fantasy War Tactics R, một trong những tựa game di động đình đám nhất của Nexon, từng khuynh đảo thị trường game mobile trên toàn thế giới với hơn 10 triệu lượt tải xuống mà rất ít trong đó đến từ Việt Nam. Nay game này đã cập bến đất nước hình chữ S và được phát hành bởi hãng game nghe như gói phở ăn liền. Vì fun, cùng một cái tên hoàn toàn mới, Super Fantasy War, hay thuần Việt hơn là Mộng Ảo Thánh Chiến. Đến với Super Fantasy War Mộng Ảo Thánh Chiến và hóa thân thành Satoshi phiên bản có phép thuật chu du khắp các phó bản để thu phục cho mình hơn 100 con Pokemon mạnh mẽ với đủ loại tạo hình và chiêu thức được thiết kế theo phong cách chibi anime vô cùng sinh động và cuốn hút. Mỗi con tướng lại có một câu chuyện riêng cực kỳ hấp dẫn mà nếu bạn chỉ cần đọc qua một lần là kiểu gì lần sau bạn cũng skip hết. Skip nhanh đi, chơi nào. À đấy, đúng bỏ qua đây mà. Đùa thế thôi chứ cái điểm hấp dẫn nhất lại nằm ở phân loại tướng. Cũng giống như Harry Potter, các vị hào hán của Mộng Ảo Thánh Chiến cũng sẽ được phân loại vào các lớp khác nhau, bao gồm kéo, búa, bao. Nếu định cho chúng ta ổn tù tì với nhau xem ai thắng à? Chắc chắn là không đơn giản như thế rồi. Mỗi con tướng có cho mình những ưu thế riêng biệt, đặc biệt là khi chiến đấu trên những dạng địa hình nhất định như cỏ, băng, dung nham, nước, đầm lầy, độc hoặc là Harry Maguire. Các địa hình kể trên cũng giống như các hệ trong Pokemon, đều có thể khắc chế lẫn nhau, khiến bạn phải mắc kẹt hàng giờ đồng hồ để tập chơi nó. Cơ mà yên tâm đi, lúc mới chơi thì sao mà bạn nhớ được. Thôi từ từ mới thuộc chứ. Nếu mà thấy khó quá thì làm tí tiền gacha ra trang bị mạnh hơn là được. Tiền giải quyết được hết. Chưa dừng lại ở đó, giống như những tựa game phức tạp khác trên thị trường, mỗi nhân vật trong Mộng Ảo Thánh Chiến còn có nhiều thuộc tính và trang bị khác được thêm vào để tăng tính gây lú, như cấp độ của tướng, thứ bạn có thể nâng cấp bằng cách chiến đấu nhiều hoặc đạp nhiều tiền. Cấp độ của chiêu thức, thứ bạn có thể nâng cấp bằng đống gem làng gốm bát tràng này hoặc nạp nhiều tiền. Trang phục mặc lên tướng nạp nhiều tiền. Cường hóa trang bị, cái này thì vẫn cường hóa chay được, hoặc là nạp nhiều tiền. Ngoài ra, mỗi khi tướng đạt tới level cao nhất, chúng có thể thức tỉnh hoặc isekai để tăng sao, tăng số lượng kỹ năng và tất nhiên là tăng sức mạnh lên nhiều lần. Đẹp như này cơ mà, khác gì siêu xây ra unlock sức mạnh mới đâu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, các skill trong trận đấu được trau chuốt cực kỳ đẹp, độc và lạ, tạo cảm giác cực kỳ cinematic. Một điều mà tôi khá là hiếm thấy ở các con game mobile cùng thể loại. Thế tính ra nãy giờ game này là game nạp tiền pay to win à? Ồ không, mọi người chơi trong Super Fantasy War Mộng Ảo Thánh Chiến đều là những vận động viên điển kinh, vì tất cả đều có chung một xuất phát điểm, không phân chia giai cấp giàu nghèo và cũng chẳng có ai sinh ra sẵn là vạch đích cả, trừ tôi dùng app của nhà phát hành cung cấp để làm quảng cáo. Anyway, trong số hơn 100 anh hùng mà game đang sở hữu, không có bất kỳ con tướng nào bạn có thể mua, trừ mấy con này hình như là trong sự kiện có thể phải. Còn đầu thì tại mỗi mốc nhất định, tất cả người chơi đều chỉ sở hữu một số lượng tướng bằng nhau, công bằng văn minh như xã hội chủ nghĩa. Thế nên chắc chắn không bao giờ có tình trạng là một ai đây có thể dùng tiền đè chết người, trừ khi là nạp rất nhiều tiền để nâng cấp các chỉ số khác thì hơi khó. Chỉ số sức mạnh của một vị tướng sẽ được thể hiện qua chiến lực, mà thực ra là đọc ngược lại của lực chiến. Chiến lực càng cao thì bạn càng gần hơn với đỉnh xã hội, chiến lực thấp thì bạn là đạt villa, fan MU hoặc là Weibo. Nhắc mới nhớ game này trông Weibo phết. Nói chung là nhiệm vụ của bạn đơn giản chỉ là nâng cao lực chiến bằng mọi giá. Dễ qua thì nữa, nếu mà cần thấy khó ấy, thì nạp lần đầu thôi. Trải qua mùa hè dài đằng đẵng mà hầu như bạn chẳng phải làm gì nhiều ngoài ăn ngủ ỉa xả hơi, đã đến lúc bạn cần thức tỉnh các neuron thần kinh trong bộ não siêu phẳng của mình để sẵn sàng cho những trải nghiệm căng não nhất bạn từng biết trong Super Fantasy War, nơi sự khó nhằn không đến từ lối chơi hay chiến thuật, mà là hình như game không có phần hướng dẫn tân thủ. Hay là tại tôi chơi giỏi nhỉ? Mấy cái này để làm gì ta? Ôi sao nhiều tướng đấy? Nút thoát game đâu ấy? Sao rách lại một con sói? Ba con chứ? Ba con sói thì đã chẳng phải bỏ con. Oopsie. Cơ mà chớ vội nản lòng, vì Super Fantasy War quen thuộc và dễ chơi hơn bạn tưởng rất nhiều trong khoảng một tiếng đầu tiên. Vì càng những cửa ải và phó bản về sau thì độ khó của game càng tăng, yêu cầu bạn phải lựa chọn đội hình, tổ hợp các vị tướng sao cho hợp lý, sắp xếp một cách khoa học. Vì sao? Vì mỗi con tướng đều có một lối chơi riêng, tầm hoạt động khác nhau, dẫn tới vai trò cũng khác nhau. Bạn không những phải điều binh khiển tướng một cách thông minh, mà còn phải tận dụng tốt các ưu thế về địa hình trên bàn cờ, đặt quân sao cho hợp lý. Đấy là còn chưa kể mỗi anh hùng lại có thêm một tổ hợp vài ông homie chí cốt, để rồi mỗi khi ra trận cùng nhau là sức mạnh của cả đám được nhân lên gấp bội. Thế nên là việc chọn tổ hợp anh hùng sao cho hợp lý thôi cũng đã khiến con game này mang nặng tính chiến thuật lắm rồi. Tha hồ đơn diễn cho mấy ông não to thể hiện. Nhưng nói thế không có nghĩa là game chỉ hợp với bọn thông minh. Mấy anh em mà không muốn dùng não như tôi thì cực kỳ đơn giản. Chỉ cần bấm skip toàn bộ cốt truyện, bấm vào mọi chấm đỏ có trên màn hình, khi bảo nâng cấp gì thì nâng cấp đấy, vượt qua nhiều ải nhất có thể, đến khi thua thì lại nâng cấp tiếp. Thế là xong, đơn giản. Nếu mùa trung thu này chưa có ai tặng quà cho bạn thì cũng đừng buồn, vì Super Fantasy War Mộng Ảo Thánh Chiến chả có gì ngoài điều kiện, quà cứ gọi là nhiều vô kể. Ấn nhận quà mỏi cả tay vẫn chưa hết, có quà rồi thì sao, đi lượn phố ư? Chả cần, vì Mộng Ảo Thánh Chiến có hẳn một khu phố cho bạn rước đèn. Cửa hàng, nơi bạn sẽ vừa lẩm bẩm chửi nhà phát hành, vừa bấm nút mua hàng vì không thể nào cản nổi cơn nghiện mua sắm của mình. Sành mạo hiểm, nơi không hề mạo hiểm tí nào. Chủ yếu vào đây ngắm tướng, xếp đội hình xong đi ra. Bang hội, aka câu lạc bộ ở các trường đại học, nơi mà ai cũng nghĩ là mình cần vào nhưng mà thực tế chả cần thiết lắm. Và cuối cùng là sảnh, aka một tính năng sắp mở, vui lòng chờ.
game beta quá này. Nhưng mà không sao, game beta thì bạn càng phải trở thành những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất hứa bằng tiền Super Fantasy World này. Vì ở đây, kinh nghiệm là sức mạnh. Kinh nghiệm không những giúp bạn vượt ải dễ hơn, mà đồng thời là một lợi thế giúp bạn bá chủ hệ thống khiêu chiến của game với hàng loạt chế độ khiêu chiến vô cùng hấp dẫn như đối đầu vinh dự, nơi bạn gạ kèo solo 1v1 với người khác để có cơ hội gọi chúng nó là mấy thằng DBRR. Thằng ấy tôi một solo gì để tao dạy mày cách chơi game này. Rồi, nick nhà phát hành nó khác. Hoặc căng thẳng hơn thì chúng ta có Tháp Bình Minh, nơi bạn sẽ cosplay đạt villa, khởi đầu ở đáy xã hội, rồi từng bước leo lên đứng đầu chuỗi thức ăn, trở thành chủ nhân của ngọn tháp Bình Minh danh giá, bá chủ thiên hạ. Chần chừ gì nữa mà không trở thành những người đầu tiên đăng ký sở hữu con game này bằng cách tìm và tải ngay từ khóa Super Fantasy World trên CH Play hoặc App Store để nhận về cực kỳ nhiều phúc lợi hấp dẫn từ nhà phát hành. Link đăng ký ở phần mô tả và bình luận với sự tham gia của 5 triệu xúc xích pony tao ký ara 7 viên ngọc rồng, Jenny Huỳnh, Super Infinity War, cuộc chiến vô cực.